Xin chào các bạn, Thảo Linh lại được gặp lại các bạn trong bản tin Daily ngày hôm nay 15 tháng 6. Trong bản tin ngày hôm nay sẽ có các nội dung chính liên quan đến hình ảnh iPhone 8 bị lộ, điện thoại Xiaomi phát nổ và một thông tin khác là Galaxy S8 vẫn chưa bị nổ sau 2 tháng bán ra. Cụ thể như thế nào thì chúng ta hãy cùng nhau chờ xem nhé. Benjamin Gaskin, người được cho là có quan hệ với một số nguồn tin nội bộ từ các đối tác sản xuất của Apple, đã tung ra những hình ảnh rò rỉ iPhone 8 trong thời gian gần đây. Cuộc tuyên bố màn hình iPhone 8 sẽ hầu như bao phủ hoàn toàn mặt trước. Dựa trên những tin đồn trước đó, thì người dùng có thể hy vọng chiếc iPhone 8 sẽ có màn hình lớn hơn 4,7 inch của iPhone 7. Rất có khả năng đây vì màn hình chạm cạnh phù hợp với những màn hình OLED lên đến 5,8 inch. Apple cũng có thể từ bỏ thiết kế nhôm từ iPhone 6 và quay lại với thiết kế bánh sandwich như đã làm với iPhone 4 và 4S với mặt kính ở trước và sau, khung viền bằng thép không gỉ. iPhone 8 cũng dự kiến sẽ loại bỏ nút home và đưa nó ẩn xuống dưới màn hình. Nhưng nếu cảm biến vân tay được đưa ra mặt sau thì đó có thể là một ý tưởng khá tồi. Có thể thấy dù có giả hay là không thì màn hình tràn cạnh của iPhone 8 khả năng rất lớn sẽ thành hiện thực. Dĩ nhiên, những tin đồn khá nhiều với những hình ảnh chứng minh, chúng ta vẫn không thể biết chính xác thế hệ iPhone tiếp theo của Apple trông như thế nào cho đến khi chính thức ra mắt. Nhưng vấn đề cháy nổ điện thoại đã không còn là chuyện hiếm, và cái tên mới nhất được bêu lên gần đây chính là Xiaomi, vốn được mệnh danh là Apple Trung Quốc. Cụ thể, mới đây một người dùng Mi 5 Pro cho biết máy của anh đã bất ngờ phát nổ khiến anh ta bị bỏng 3 ngón tay. Sự việc xảy ra theo tường thuật của nạn nhân là trong khi đang sử dụng máy bất ngờ phông lên nhanh chóng và sau đó bùng phát ra lửa. Ngay lập tức anh này đã ném điện thoại ra ngoài cửa sổ để tránh nguy cơ phát nổ. Khi liên hệ với Xiaomi, đại diện công ty từ chối chịu trách nhiệm với lý do máy của anh được mua thông qua trang thương mại trực tuyến AliExpress và không đảm bảo chứng nhận hoặc có thể là hàng giả. Xiaomi đồng thời khẳng định mọi thiết bị của hãng đều trải qua quy trình kiểm tra kỹ lưỡng trước khi rời khỏi dây chuyền sản xuất và tới tay người mua hàng. Tuy vậy thì khi kiểm tra mã sản phẩm chiếc Mi 5 Pro trên trang chính thức Xiaomi, các chuyên gia đã xác nhận đây là một sản phẩm chính hãng. Hiện phía Xiaomi chưa có thêm động thái nào xoay quanh vụ việc trên. Cú ngã của Galaxy Note 7 khá đau với Samsung, nhưng cách mà họ đứng lên từ cú ngã đó đã khiến cho nhiều người cảm thấy nể phục. Để bù đắp những lỗi lầm trên Note 7, Samsung đã dồn hết tâm huyết cho bộ đôi Galaxy S8 và S8 Plus và bước đầu đã nhận được những tín hiệu tích cực. Theo đó, một báo cáo mới đây cho biết Samsung hiện chưa gặp phải bất cứ cáo buộc nào liên quan đến vấn đề pin trên mẫu Galaxy S8 và S8 Plus. Được biết, bộ đôi này đã bắt đầu lên kệ vào 21 tháng 4 và tính tới nay đã gần trải qua 2 tháng có mặt trên thị trường. Có thể coi bộ đôi smartphone cao cấp mới của Samsung là món quà chuộc lỗi cho mẫu Galaxy Note 7 trước đó bị thu hồi do lỗi cháy nổ. Với những trái đắng phải nhận từ Galaxy Note 7, Samsung cam kết tuân thủ nghiêm ngặt mọi khâu phát triển Galaxy S8 và S8 Plus để không gặp lại cái kết đau lòng. Ngoài ra, hãng công nghệ Hàn Quốc cũng thay đổi các cơ sở kiểm tra điện thoại trên toàn cầu, đảm bảo tuân thủ 8 điểm trong quy trình lắp ráp pin an toàn, bao gồm chiếu tia X lên tất cả chiếc điện thoại để phát hiện ra lỗ hổng trong pin trước khi xuất xưởng. Đáng chú ý, tất cả các mẫu smartphone cao cấp tới giá rẻ đều được trải qua các quy trình kiểm tra pin nghiêm ngặt. Chưa dừng lại ở đó, theo tuyên bố của Samsung, họ cũng áp dụng khá là nhiều tiêu chuẩn an toàn nghiêm ngặt trên các thiết bị của hãng, bao gồm thiết kế tổng thể và chất liệu gia công. Ngoài ra, thì hãng điện tử Hàn Quốc còn lấy ý kiến từ các chuyên gia bên ngoài về các quy chuẩn pin trước khi bắt đầu sản xuất. Ok, thế là thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin daily của chúng ta ngày hôm nay. Hãy để lại comment ở bên dưới này để chúng ta cùng nhau chém gió nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các bản tin daily tiếp theo.